Câu chuyện số 1 Cắm đầu vào nồi vì bạo sát Có một người làm nghề đồ tể ở quyền Lâm Thanh, Đông Sơn Một hôm, người ấy đem tiền mua một con trâu Con trâu linh tính, tự biết mình sẽ bị giết chết Nên đứng hoài không chịu đi Người kia nắm dây mũi kéo mạnh Rồi đánh con trâu túi bụi Con trâu cố né đòn roi và nhất định không đi cho đến khi gượng sức yếu dần, thế rồi để mặc cho người đồ tể kia kéo lôi quát tháo. Khi con trâu đi ngang trước cửa nhà phú hộ, nhìn thấy người chủ của nhà ấy, bỗng nhiên hai chân quỳ xuống, nước mắt chảy đầm đìa như muốn xin người kia cứu mạng. Ông phú hộ thấy tình cảnh như thế, cảm động vô cùng, hỏi người đồ tể đã mua con trâu này với giá bao nhiêu. Đáp, tám dạng quan tiền. Ông phu hộ ngỏ ý mua lại con trâu để cứu mạng nó. Nhưng người đồ tể vì giận con trâu quá ư ngạnh, trì trệ không đi làm ông mệt nhọc nên nhất định không bán. Phu ông cứ năn nỉ mãi, xong người ấy một mực từ chối, còn nói Bởi vì con trâu này đáng ghét, nên tôi nhất định đem nó về làm thịt mới hả giận của tôi. Con trâu nghe lời người đồ tể nói, biết không cần hy vọng nào sống sót, liền từ từ bước đi theo ông. Người đồ tể giết trâu xong, đem thịt trâu bỏ vào trong nồi chưng nấu, rồi về phòng ngủ một giấc. Đến 3 giờ sáng ngày hôm sau mới đi xuống bếp ném thử vị mặn lạc của nồi thịt trâu. Nhưng đi lâu rồi mà chưa trở lại phòng ngủ tiếp. Vợ người đồ tể thấy kỳ lạ nên đi tìm. Vừa bước xuống nhà sau, bà ấy liền quản kinh hồn vía. Trời ơi, nửa phần trên của chồng bà đã đâm đầu vào trong chảo bị chưng nấu chung với nồi thịt trâu thử nghĩ xem tất cả loài động vật cũng như con người đều tham sống sợ chết thấy con trâu sợ hãi khi biết mình bị giết đồ tể đã không có lòng thương xót trở lại còn thêm lòng sân hận ắt là nghiệp sát của người đồ tể này quá nhiều khi ấy nỗi oán hận trong lòng của con trâu rõ ràng thêm sâu Hai nỗi sân hận đồng cảm với nhau nên đồng chung số phận bị chưng nấu. Quả báo hiện tiền. Quả báo hiện tiền trong quyển bút ký của tiên sinh Kỷ Hiểu Lam có ghi câu chuyện. Quê ông có một người họ Cổ, tướng mạo xấu xí, thân hình to lớn, sống bằng nghề mổ giết trâu. Vợ con của ông cũng rất giỏi nghề này, cách sử dụng dao của bà cũng nhanh nhẹn như ông không khác ngày qua tháng lại cuộc sống của gia đình ông được sung túc ấm no nhưng ngậm ngùi thay sự êm ấm no say của họ được đổi bằng nỗi bất hạnh của những con vật bị giết thời gian sau mắt ông cổ bị đau nhức nhiều tìm hết thầy này thầy nọ chữa trị tiền của hao tổn mà vẫn không hết lần hồi ông không nhìn thấy được gì nữa đôi mắt ông đã mù riêng phần vợ ông lại bị chứng bệnh lở loét hôi dơ, máu mũ ung đầy, chảy ra tanh hôi, quần áo bị dính chặt vào người, hễ động đậy là đau nhức không chịu nổi. Suốt ngày rên la trên giường không nghỉ, lảm nhảm nói, đây là do lúc trước ta cắt cổ và lộn da trâu, chung đau đớn thế nào thì ta phải chịu gấp đôi như vậy. Ôi biết bao giờ mới thoát khỏi cực hình này. Nói xong, rền là liên tục suốt ngày đêm. Mọi người đến thăm, thấy tình cảnh ấy cũng thương tình, nhưng không biết làm sao. Thế rồi, sau thời gian bị hành hạ vì chứng bệnh quái ác, bà nhắm mắt lìa đời trong đau đớn hải hùng. Việc này đã được cô con dâu nhà họ thẩm chính mắt trông thấy và kể lại. Ôi, nghiệp giết hại loài vật, tội báo rất nặng. Xét như con trâu thật có công rất lớn đối với con người, đã giúp chúng ta biết bao việc nặng nề, vì sao lại giết trâu ăn thịt. Quả báo hiện tiền, nhân quả không sai chạy, rất mong mọi người hãy để tâm suy nghĩ việc này thật thấu đáo. Kẻ tàn ác chết đau đớn Kẻ tàn ác chết đau đớn trước đây có một vị tri huyện họ trương đặc biệt thích ăn món chân ngỗng và trái tim của con dê còn sống mỗi lần muốn ăn món chân ngỗng trước tiên ông sai người bắt ngỗng bỏ vào chảo sắt sau đó đốt lửa nhưng phải là lửa lớn thì chân ngỗng mới ngon do vậy ngọn lửa từ dưới lò được quạt cháy dữ dội đỏ rực một vùng thương cho con ngỗng bị sức nóng của lửa đốt quảng hốt nhảy loạn cả lên nó quạt đôi cánh cố dùng lên khỏi nắp chảo xoay bên này bên kia miệng kêu la nghe rất thảm ban đầu con ngỗng còn phản ứng mạnh nhưng dần rồi nó quằn quại trong lòng chảo nóng đến nỗi không cần cất tiếng kêu được nữa đôi chân của nó bị đốt phòng to lên máu toàn thân tụ về đau đớn khôn xiết nhưng đó là chỗ mà người đời cho là món ăn đặc biệt thế rồi nó liền bị người ta cắt đứt đôi chân lại tiếp tục đun nấu cho đến khi toàn thân ngỗng đều chín tới thử tưởng tượng như việc này mà xảy ra với chúng ta hoặc người thân của chúng ta thì quả là một cực hình không sao tưởng tượng nổi vậy mà có người lại nỡ làm như vậy với con vật chỉ vì một miếng ăn ngon thật là tàn ác biết bao còn khi muốn ăn món dê thì ông bắt trói con dê treo trên đầu cây cột sau bếp, rồi dùng dao đâm xuyên ngực xương sườn của con dê, sau đó mới mòi lấy trái tim dê đem đi nấu nướng. Con dê đau đớn kêu la thảm thiết, tiếng kêu của nó nghe rất sầu não, đôi mắt ngoái nhìn quanh quất như tìm dĩ cứu tinh, hai chân lay động như muốn vượt khỏi xích xiềng. Thế rồi, sau thời gian thụ hưởng như thế, thần của vị tri huyện kia bỗng sương lên đầy mụn nhọt độc chạy chữa thế đạo cũng không hết rền là đau đớn suốt ngày và tri huyện bị quả báo rắn nhập xác người báo quán vào khoảng năm 1978, chùa chúng tôi xảy ra một biến cố làm cho tất cả mọi người có thêm kinh nghiệm rùng rợn về tái sinh và nghiệp báo nếu biến cố này xảy ra trước 75 thì chắc chắn những tờ nhật báo thà hồ khai thác để làm tiền thiên hạ. Và chùa chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít vì cái cảnh dập dìu tài tử giai nhân đua nhau tới chùa tìm hiểu sự vụ hòng kiểm chứng những lời tường thuật của báo chí. Nhưng vì sự cố đã xảy ra vào một thời rất căng cho các chùa chiền Thêm nữa, chúng tôi ở nơi thật hẻo lánh trên núi thì còn ai biết được một sự cố hy hữu đã xảy đến. Đường sự hiện nay là một ni cô đã ngoài 30, tốt nghiệp đại học và đang ở Sài Gòn để theo cao học. Một hôm về thăm chốn tổ, chùa Trúc Lâm nằm trên đường đi Lăng Khải Định, chúng tôi gặp nhau và nhân lúc cao hứng, y đã kể lại chuyện đời của y cho tôi nghe. Tâm tưởng, Pháp danh cô bé lúc mới vào chùa. Trước kia khoảng năm 1978 là một nữ sinh viên đại học sư Phạm Quế sắp ra trường. Cả gia đình y không ai biết đạo phận là gì cả. Y đang lưu trú trong cư xá của đại học vì nhà ở tận dưới quê xa. Một hôm y về thăm nhà, ở lại trong căn phòng nhỏ, thức đêm ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Giữa khuya, thình lình có một con rắn lớn bò qua cửa sổ vào phòng. Y hét lên, đánh thức cả nhà. Cha Y đang ngủ nhõm dậy, cầm cây then cửa, phóng về hướng con rắn và lập tức đập nó chết. Không lâu sau đó, ông tự nhiên bỏ ăn bỏ uống, nằm dài suốt ngày này qua tháng khác, thân hình mỗi lúc một tiều tụy. Chở đi bệnh viện thì bác sĩ không khám ra được bệnh, đành về nhà nằm tiếp cô gái trở lại đại học xá đang học thì được tin cha chết cô chạy như bay về nhà vào lúc giữa trưa đứng bóng cô chạy ngay giữa đường xe hơi nhưng kỳ lạ thay không bị một chướng ngại gì suốt cả quãng đường dài gần hai chục cây số người cha đã được khâm liệm bỏ vào quan tài khẳng kín mít chỉ chờ cô về để đưa ma vì phải làm theo giờ giấc mà ông thầy coi lịch số đã định. Cô gái hùng hổ từ ngoài chạy vào nhà, gạt tất cả mọi người ra mà đâm bổ vào nơi đặt quan tài cha. Đến nơi, cô dùng hai tay trần bứt tất cả dây nịt quan tài, mở tung cái nắp hòm, moi dứt ra mọi vật dụng tẩm liệm rườm rà phủ trên xác chết cho tới khi lộ gương mặt thay ma. Rồi cô dùng 10 ngón tay cào cấu gương mặt ấy cho rách nát, xong chạy ra giữa đường cười ha hả lên. Ta đã trả được thù rồi, ta đã trả được cả hai mối thù. Mọi người quá bất ngờ, không kịp phản ứng, vì cứ ngỡ cô gái thương cha muốn tới gần quan tài để khóc lóc cho hả đến khi cô làm mọi sự nói trên một cách chớp nhoáng họ không kịp trở tay và vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của cô gái đang bị quỷ nhập nhiều người đàn ông lực lưỡng song vào can ngăn nhưng đều bị gạt cho té nhào sau đó hồn ma ứng vào miệng cô để đọc lên một bài thơ dài theo đó người ta biết được câu chuyện đại khái như sau nguyên kiếp trước cô là một người đàn ông có vợ người đàn ông này ngoại tình và lại còn về giết vợ. Người vợ chết trong tâm trạng quốc hận nên đã tái sinh làm con rắn. Còn người đàn ông có lẽ do nghiệp ngoại tình tái sinh làm cô gái trong đời hiện tại. Thảo nào, gương mặt cô bé do ấn tượng tiền kiếp vừa qua không mang vẻ nữ tính cho lắm. Con rắn bò vào nhà, toàn mổ cô gái để trả mối thù xưa thì lại bị cha cô đánh chết thần thức của người đàn bà bị tình phụ ở kiếp trước, tức là của con rắn bị giết ở kiếp này, đã nhập vào cô con gái, bắt cô phải cào nát mặt cha cô. Khi tỉnh dậy, nghe thuật lại những gì mình đã làm, cô gái vô cùng đau khổ. Gia đình cô cũng từ đấy ngày càng sa sút Hồn ma báo quán không những nhập vào cô gái, làm cô khi tỉnh khi say, mà còn khiến tất cả các thành viên trong gia đình cũng trở nên dở dở ương ương từ ngày cha cô chết. Đôi khi vào những ngày thất thất trai tuần của người cha, vị thầy đang tụng kinh phải rợn ốc vì tiếng cười đùng rợn của tất cả mọi người trong gia đình đang quỳ sau lưng. Cô gái bỏ học, về nhà, thức suốt ba đêm thắp hương giữa trời, cầu khẩn vị nào có phép thần thông. Lúc đó cô chưa hề biết Phật xin hãy giải mối quan khiên nghiệp chướng cho cô. Lời cầu nguyện của cô đã cảm đến một vị thiền sư trong cõi vô sắc. Vị ấy nhập vào xác cô gái, bắt người anh phải đưa cô lên chùa trúc lâm xin hòa thượng thế phát quy y. Trong nhà không ai biết đến chùa và hòa thượng, nhưng cô gái cương quyết bảo người anh cứ theo cô là được. Nói xong cô gái lôi người anh chạy như bay giữa đường trường gần hai chục cây số lên tới chùa Trúc Lâm. Tới nơi, trong khi người anh sụp lạy hòa thượng trụ trì như thế sao, xin hòa thượng cứu cho em gái, thì cô gái cứ đứng sừng sững ngang nhiên nhìn hòa thượng mà mỉm cười. Hòa thượng quắt mắt nhìn cô gái, quát lên. Quỳ xuống! hồn ma trong xác cô vẫn không quy phục, cứ nhìn chầm chập vào hòa thượng mà cười ngạo nghễ. Khi hòa thượng rút cây roi bằng gỗ dâu sắp dán lên người cô gái và quát lần thứ hai, quỳ xuống, thì cô gái mới từ từ quỳ xuống, nhưng vẫn nhìn hòa thượng mà mỉm cười, nói Vì muốn độ cho nữ này mà tôi phải quỳ trước sư đệ, theo những gì xác cô gái nói thì đó là một thiền sư mang một cái tên bằng tiếng Phạn đã diên tịch 200 năm, hiện trú cõi vô sắc. Vì cảm lời cầu khẩn của cô gái nên muốn giúp cô ta đi tu để giải thoát quan nghiệp nhiều đời giữa cô và con rắn. Theo vị thiền sư thì giữa đôi bên đã có quan nghiệp từ 500 năm chứ không phải mới đời trước và đời này thiền sư yêu cầu hòa thượng đổ cho cô gái xuất gia. Hòa thượng bèn gửi cô gái qua chùa ni bên cạnh cho sư trưởng tôi dạy bảo. Khi tỉnh, cô gái sinh hoạt rất bình thường và tuyệt nhiên không nhớ được điều gì đã xảy ra trong khi vị thiền sư mượn xác cô để nói chuyện với hòa thượng. Cũng do áp lực vô hình của vị thiền sư, cô lên trường đại học sư phạm nhiều lần xin nghỉ học để xuất gia nhưng nhà trường không chấp thuận cuối cùng một chuyện kỳ lạ xảy đến làm cho bạn bè và nhà trường phải chấp thuận cho cô nghỉ học vì lý do bệnh thần kinh mỗi lần bước vào cổng trường là tự nhiên cô bị câm không thể nói một tiếng nào cho tới khi ra khỏi cổng nhiều lần như vậy trước sự chứng kiến của những nhân viên trong trường nên họ phải làm chứng cho cô được nghỉ học vì bệnh điên. Trở về chùa, cô gái hành điệu như tất cả những người tập sự xuất gia khác, nhưng thỉnh thoảng cô lại bị quan hồn con rắn mà cũng là bạn đời trong kiếp trước nhập vào xác để quấy nhiễu, trách móc về chuyện không lo tu hành, có tư tưởng xấu, muốn bỏ về nhà. Mỗi lần như vậy, xác cô gái lại bị một trận đòn như tử của sư trưởng tôi một hôm sau khi bị đòn, cô gái khóc lóc đến quỳ trước sư trưởng mà bạch. Bạch sư trưởng, sư trưởng đánh con quan ức lắm. Y có ý nghĩ thối lui về nhà không muốn tu nên con mới phá y. Con chỉ muốn cho y tu hành để giải quan nghiệp giữa con và y mà thôi. Sư trưởng tôi bảo hồn ma. Bây giờ tao quy y cho ngươi, hãy theo Phật, đừng theo nó nữa, ngươi chịu không? Dạ, dạ thế thì tốt lắm, bạch sư trưởng. Hồn ma có vẻ mừng rỡ, mượn xác cô gái để bày tỏ sự cảm ơn. Xin sư trưởng quy y cho con luôn. Sư trưởng tôi làm phép thọ tâm quy y cho cả cô gái lẫn hồn ma đang mượn xác cô. Hồn ma được pháp danh tâm tính, còn cô gái pháp danh là tâm tưởng. Từ đó, cô gái được yên ổn tu hành không bị quấy nhiễu. Bắn đi một dạo khá lâu, bỗng một đêm kia, sau giờ chỉ tịnh, tức là khoảng 9 giờ tối, giờ mà tất cả tu sĩ trong chùa đều leo lên bồ đoàn để tọa thiền niệm Phật trước khi nằm xuống ngủ. Cô gái sòng sọc, sọc chạy vào liêu của sư trưởng trong khi người đang nhập thiền. Người quát hỏi, Ai đó, tâm tính hay tâm tưởng Cô gái trả lời ngay Dạ, con là tâm tính Cô bé thị giả đang hầu hoạt cho sư trưởng Vì lúc đó vào mùa ăn cư khí trời khá nóng nực Nghe mà ớn lạnh toàn thân Cả mình rỡn ốc Sư trưởng bình tĩnh dậy Ta đã bảo Ngươi hãy để yên cho nó tu Sao cứ theo nó hoài Ngươi còn muốn theo nó tới bao giờ nữa có phải như vậy là cả ngươi lẫn nó cùng khổ cả không? Hồn ma tỏ lộ sự vui vẻ, nói qua sát cô gái. Dạ, dạ bà sư trưởng, con không theo nó nữa. Con chỉ muốn tới báo cho sư trưởng một tin mừng là con đã tìm được chốn đầu thai. Xin cảm tạ sư trưởng. Nói xong, cô gái chạy về chỗ ở dành cho chúng điệu. Và từ đó, hồn ma không bao giờ trở lại. Nghe xong chuyện Ni cô kể, khi kể chuyện này thì cô gái đã là một tỳ kheo ni trong đạo. Tôi cũng cố được vài kinh nghiệm bổ ích cho việc tu hành. Trước hết là tính cách giả dối tạm thời của giới tính như nam hoặc nữ và của sinh vật như người hay súc sinh. Khi bị vô minh làm mờ ám thì người nam si mê người nữ và ngược lại mà không ý thức được rằng hai yếu tố nam nữ không có gì là chắc thực cố định mỗi người qua quá trình luân chuyển ai cũng đã vô số lần khi mang thân người nam khi khoác lốt người nữ cho nên hai thứ mặc cảm tự tôn khi mang thân nam nhi và tự ti khi khoác hình hài nữ nhân đều vô lối lại nữa bản chất của mỗi người đều có đủ cả hai yếu tố nam nữ không ai thiếu ai Chính cái cảm giác thiếu thốn tưởng tượng ấy đã đẻ ra vô số vấn đề xã hội và tâm lý. Thứ hai, chẳng những nam nữ là quyển quá mà người và súc sinh cũng thay nhau như bẩn. Ta không thể quyết chắc mình sẽ được mãi mãi làm người. Nếu vô tình nổi một niệm sân si trước khi chết là ta có thể thác sinh làm rắn rết như chơi. Tỉ như người đàn bà bị phụ tình đời trước dị chết trong cơn tức tối mà đã tái sinh làm thân rắn trong đời này, bất kể quan hay ưng. Vậy thì điều cốt yếu là đừng nên thù hiềm bất cứ ai vì sẽ rất nguy hiểm cho chính bản thân mình. Nên trong Kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy nếu ai cắt xẻ thân thể người ta ra từng mảnh đoạn cũng đừng vì thế mà ôm lòng giận dữ. Lạy Phật, mong sao cho tất cả mọi người đều ý thức được hạnh phúc hiếm có mình đang hưởng là được tái sinh làm thân người để lo tu học theo chánh pháp không bỏ lỡ dịp may hiếm có này ở hiện tiền kia mang chứng bệnh thống khổ hành hạ rất lâu mới chết giết trâu quá mang rợ cả dòng họ phải trả báo đến ba đời chuyện báo ứng hiện đời cách đây không lâu tiên sinh thái minh thông kể cho tôi nghe câu chuyện báo ứng có thực của gia đình ông ông cố của minh thông rất giàu điền sản phong nhiêu nuôi trâu cầy cấy hôm nọ ông cố đang xỏ mũi con ngé nó đau quá nên tung chân đá nhầm chỗ hiểm làm chủ nhân vong mạng ông nội minh thông thấy ba mình chết thảm nổi giận xung thiên, liền cầm chùy đến, quyết đập chết con trâu nhỏ. Trâu mẹ thấy chủ cầm hung khí, dội quỳ xuống, rống lên đau khổ, mắt tuôn lệ đầm đìa, tỏ ý gian xin chủ nhân đừng giết con mình. Nhưng ông nội minh thông, cần giận đang bốc cao, khó kềm chế, nên cứ nện chùy liên tục vào đầu con trâu nhỏ, khiến máu giang bắn tung tóe và con ngé ngã xuống đất. Ông nội liền chặt tay chân nó, treo thân thể lên cây. Trâu vẫn còn sống mà bị ông lột da, xẻo từng miếng thịt, hành hạ đến tận cùng. Do nông dân ở đây không ăn thịt trâu, nên ông cứ xẻo thịt ném loạn xạ trên đất để mặc cho nó ung thối sinh dòi. Con trâu bị hành hạ ngược đãi thống thiết, chịu cảnh đau đớn này kéo dài đến ba ngày sau mới tắt thở sau đó ông nội minh thông mơ thấy có một đứa bé nói với mình ngươi khiến ta phải sớm xa lìa tình yêu thương của mẹ còn độc ác tàn nhẫn lột da xẻo thịt hành ta thống khổ ba ngày mới chết ta nguyện sẽ báo thù khiến ba đời dòng họ nhà ngươi sống chẳng an phải chịu cảnh gia phá nhân vong sau đó ông nội kết hôn sinh được một trai là cha của minh thông thằng con mới được ba tuổi thì vợ ông mất ba năm sau ông nội lấy vợ lại phụ thân minh thông trưởng thành kết hôn và sinh ra minh thông khi minh thông được ba tuổi thì mẹ ông vô duyên vô cớ bỏ nhà đi mất minh thông lên sáu tuổi thì phụ thân lấy vợ lại tính ra cả hai đời họ thái đều phải sớm lìa mẹ ruột và hứng chịu cảnh mẹ ghẻ ngược đãi hiện tại ông nội bà nội cha mẹ minh thông đều đã qua đời minh thông sau khi kết hôn cũng sinh được hai con nhưng lúc con trai trưởng ba tuổi con thứ một tuổi thì tình cảm vợ chồng ông đang thấm thiết bỗng sinh chuyện phải xa nhau khi thằng con 6 tuổi thì ông ly hôn vợ cũ và cưới vợ mới hiện nay. Thái Minh Thông hồi nhỏ từng bị em trai đánh vào đầu gây thương tích nặng. Hiện giờ nơi đầu còn vết lõm vào. Người bình thường đi đường thì cẳng chân và bắp đùi phải thẳng mới dễ bước. Nhưng riêng ông mỗi lần đi đường do xương sụn chỗ đầu gối cứ nhô ra nên đi đường hay bị da đập vì vậy mà phải mổ lấy xương đó ra không những thế lúc ông phục vụ nơi quân ngủ bỗng phát bệnh đau bụng còn bị bác sĩ chẩn đoán nhầm là đau ruột thừa phải mổ gấp nhưng lúc tiêm thuốc họ vô tình làm tổn thương thần kinh xương sống khiến ông chẳng những không thể cúi khom mà còn khó có thể đứng lâu sau khi giải ngủ, ông lại gặp phải tai nạn bị gãy chân. Hiện giờ do gắn trụ thép ở bên trong nên cử động càng thêm bất tiện. Chưa hết, trước khi ngủ, ông luôn phải nhờ vợ cầm chùy đến, nện vào chân mới ngủ được, ngày nào cũng vậy. Minh Thông khẳng định mình chính là ông nội chuyển thế đầu thai nên đầu mới bị đánh trọng thương, bụng còn bị mổ nhầm đau đớn, đêm nào cũng phải nếm cảnh cho chùy đập vào chân mới ngủ được. Các hiện tượng này đều là trả báo. Năm nay Thái Minh thông 31 tuổi, nhờ tham dự Phật thất tu trì mà được cảm ứng di diệu, có thể nhớ ra tiền kiếp và thuật lại cho tôi nghe. Vì vậy, quý vị không nên sát sinh, phải phóng sinh và phát tâm từ giúp người nghèo khó. Nếu biết hỗ trợ giúp mọi loài sống an, thì cuộc sống ta cũng được an. Xiên cá và cảm giác bị xiên lại trong căn phòng khám nội soi của bệnh viện tân phú bác sĩ nhìn đào với ánh mắt ái ngại băn khoăn không biết có thực hiện được hay không với một bệnh nhân không hợp tác như thế này sao cứ dễ đành đạch vậy hả bị bệnh thì phải chịu khó chứ biết làm sao bây giờ bác sĩ vừa nói vừa cầm một sợi dây dài thòng lòng to bằng đầu ngón tay út cứ thế thọc qua cái cổ họng nhỏ bé của đào rồi luồng dây dần xuống tới bụng bác sĩ cực lực lùa dây xuống lại kéo dây lên đưa đi đưa lại để nội soi ổ bụng còn đào thì phản ứng dữ dội vì cô cảm thấy khó chịu vô cùng cảm giác này chẳng biết phải tả làm sao nó làm đào muốn tháo chạy ngay ra khỏi căn phòng của bác sĩ nhưng không thể đào ngồi ở tư thế nghiêng người sang trái đầu ngửa cao chân trái duỗi thẳng chân phải co lên đè vào chân trái Bác sĩ đưa dây tới đâu thì đào ẻ tới đó, cảm giác thốn tới tận xương tủy, nước miếng cứ thế ứa ra chảy xuống chiếc khay đã được đặt sẵn dưới miệng. Trong giây phút kinh khủng này, đào vừa dãy dụa vừa bất giác nhận ra cái cách ông bác sĩ cầm dây thọc xuống bụng cô không khác gì cách cô vẫn thường cầm những chiếc xiên bằng kim loại thọc qua thọc lại vào mình những con cá kèo ở trong căn bếp của quán ăn cô làm việc đào là một cô gái trẻ sống trong căn nhà trọ nhỏ nhắn tại thành phố hồ chí minh tấp nập nhà trọ nơi đào ở gần ngay bệnh viện tân phú tiện cô vào đây khám luôn xem bệnh tình ra sao chả là ba bốn hôm nay chẳng hiểu sao đào liên tục bị đau bụng thất thường và khó tiêu khiến cô khổ não chẳng thể làm được việc gì dù no hay đói bụng cô đều chướng lên to hơn bình thường ngày 17 tháng 12 năm 2020, đào vào bệnh viện để nội soi theo lịch của bác sĩ. Cảm nhận cơ thể bị một sợi dây luồn từ trên xuống dưới, khó chịu vô cùng. Ngay lúc ấy, Đào mới thấu hiểu cảm giác của những chú ca kèo nhỏ bé bị Đào xiên sống mỗi ngày hồi cô còn làm nhân viên phụ bếp ở cửa hàng Panda BBQ nằm trên con phố Hòa Bình bất chợt đào quản sợ vì những gì mình đã làm trước kia tuy chỉ là đi làm thuê cho người nhưng sau những giây phút kinh hãi trong phòng khám đào mới nhận ra mình đã từng quá vô tâm và tàn nhẫn cô sẵn sàng vì đồng lương ít ỏi mà nhẫn tâm tạo nghiệp sát sinh quá dã man chúng ta chỉ đứt tay chảy máu một xíu đã thấy xót đau khó chịu đằng này những chu ca kẹo còn đang sống khỏe mạnh bị đem lên hành hạ dã man, chẳng khác nào cực hình nơi địa ngục. Chẳng riêng gì đào mà những nhân viên bếp tại nhà hàng đó đều đã giết chết những con cá kèo bằng một cách thức vô cùng tàn nhẫn. Sáng sáng, đều như dắt tranh, đào và tuổi đồng nghiệp nhận được những bao cá kèo nhung nhúc, bao nhiêu là con đàn chen chúc nhau ngọ ngoại trong một khoảng không gian chật chội những con cá khỏe re bị đào cùng các nhân viên bếp khác đem bỏ vào những chiếc túi ni lông rồi dắt chanh xóc muối sau đó họ buộc chặt túi lại và bắt đầu chà xác thật mạnh cho ra bớt chất nhờn mục đích để lát nữa dễ xiên hơn những que xiên kim loại có đầu nhọn quắt chính là hung khí đào sử dụng tay trái vừa cầm cá vừa đồng thời dùng ngón cái và ngón trỏ bành miệng chúng ra tay phải cầm xiên cứ thế đào lăm lăm thọc xiên bắt đầu từ miệng cá thọc mạnh cho tới tận cuối đuôi cho đến khi nào đầu xiên nhọn quắt kia xuyên dọc cả chiều dài con cá thò ra tới bên ngoài mới thôi con nào có sức sống mạnh mẽ thường phản kháng rất dữ dội dù vừa bị chà sát vào dao đau đớn, những cái đuôi vẫn quẩy tung lên, lật bên này, lắc bên kia, liên tục như vậy với hy vọng vượt khỏi bàn tay độc ác của kẻ sát sinh. Không thể một nhát mạnh mà xiên ngay được. Đạo phải lừa lựa, đưa xiên thọc vào, rồi lại rút ra một chút lấy đà, xong lại thọc vào mạnh mẽ hơn để khéo léo xiên thẳng mình cá, không để bị xiên sẹo nhân viên mới ban đầu thường không quen chư đạo thì cũng đã lành nghề nên có phần thành thục nhanh gọn lẹ hơn khi que xiên đã xuyên thủng cơ thể cả mình cá vẫn còn giật lên từng hồi gấp gáp rồi thưa thớt dần và tắt thở sinh mạng của chúng đã kết thúc từ đây một cách đau đớn không thể diễn tả hết bằng lời những lúc làm việc như vậy, Đào chỉ nghĩ đơn giản đó là công việc mình phải hoàn thành. Nhưng chưa bao giờ cô động tâm suy nghĩ hay nhận ra sự đau đớn của những con cá kẹo đáng thương. Cho tới ngày ông bác sĩ bệnh viện thọc sợi dây nội soi từ miệng cô thọc xuống bụng. Hơn nửa năm trước, Đào bén duyên với Phật Pháp cô cũng bắt đầu tìm hiểu về nhân quả nghiệp báo và hiểu rằng cảm giác mình phải chịu đựng ngày hôm nay chính là quả báo nhãn tiền mà cô phải gánh lấy do chính ác nghiệp của mình đào cũng nhận ra đó mới chỉ là quả báo nhẹ nhàng trước mắt chứ quả báo chính của cô do phạm tội sát sinh này còn chưa trổ quả nghĩ tới cảnh tương lai phải đầu thai nhiều kiếp làm cá cho người ta giết hại rồi cảnh địa ngục hành hình đau đớn cùng cực khiến cô run sợ toát cả mồ hôi kể từ lúc đó bản thân đào đã tỉnh ngộ quyết chí quay về nương tựa phật pháp xa rời các ác nghiệp tích cực dung bồi phước đức về sau câu chuyện của đạo khiến nhiều người phải giật mình nhìn lại công việc của bản thân đạo cũng như nhiều người khác chỉ đơn thuần mong muốn có công việc làm ổn định kiếm kế mưu sinh lo cho bản thân và gia đình có cuộc sống hạnh phúc ấm êm mong muốn của đạo vốn dĩ là chính đáng không có gì sai cái sai của cô là ở chỗ cô đã chọn nhầm nghề đạo chẳng thể nào tìm kiếm được hạnh phúc cho mình bằng cách gây tổn hại cho những chúng sinh khác dù đó là người hay vật một công việc sai chẳng những không thể đem lại một cuộc sống ấm êm mà còn đưa tới những điều tệ hại khôn lường trong tương lai trong kinh đức phật dạy chúng ta những nghề bất thiện không được làm bởi nó không phù hợp với tâm từ bi đó là nghề săn bắn nghề chài lưới nghề buôn bán thịt sống nghề buôn bán thịt chính nghề sản xuất và buôn bán rượu nghề buôn bán người những nghề trên đây đều làm hại tới chúng sinh, Vì vậy Đức Phật đã răng dạy để chúng sinh biết đường mà tránh Dù cho những nghề này có giúp bạn kiếm được tiền tài trước mắt Cũng đừng ham mà tham nắm vào nó Đến lúc quả báo tới thì hối hận cũng không còn kịp nữa Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông TD Media Vui lòng không sao chép với mọi hình thức Nhân quả báo ứng, cái kết cả nhà dông mạng vì làm giàu bất chính. Chuyện Phật giáo hay nhất năm 2023 Hiện tại trong giới kiến trúc có ba câu danh ngôn Chỉ trộm công không giảm liệu, chờ sập. Chỉ giảm liệu, không trộm công, sẽ sập đã trộm công lại giảm liệu chắc chắn sập. Nói giản lược là trộm công giảm liệu thì sớm muộn gì cũng sập. Vào năm 1971, thành phố Đài Nam của Đài Loan có một nhà kinh doanh kiến trúc nổi danh tên Trương Sĩ Lương. Ông không học qua sách nhưng phòng ốc xây dựng hết sức kiên cố tuyệt không có chuyện trộm công giảm liệu ông luôn đảm bảo uy tín danh dự cho nên bất kể là kiến trúc dân gian hay thuộc chính phủ ai cũng muốn mời ông thầu xây trương sĩ lương có hai con trai đứa đầu tên là trương kim sùng là kỹ sư thiết kế kiến trúc còn đứa út tên là trương tất khoan kế thừa sự nghiệp phụ thân lúc đó chính phủ muốn xây ở thôn quê một chung cư công trình tổn phí rất lớn các cổ đông trong hai thế lực hắc bạch tranh nhau dành thầu xây dựng công trình do trương sĩ lương có uy tín tốt nên quan viên chính phủ ở cố hương đều tiến cử ông mời ông phụ trách kiến trúc lúc đó chính phủ huyện có dị quan tên là Chim Tự Thành, thuộc loại khổ học xuất thân, nhờ thành tích ưu tú mà thi đậu công vụ viên. Chỉ đáng tiếc là y không tự trọng, không biết giữ thân trong sạch. Tuổi còn nhỏ mà đã sớm học các thói xấu ác, dối lừa, ăn hối lộ, du quan hại người, giỏi nói suông nhưng làm tồi, dân dân. Khi y biết công tử trưởng trương kim sùng ký hợp đồng thiết kế hành nghề rồi bèn nửa đêm lẻn vào thăm trương kim sùng đồng thời đem theo mấy vị dân biểu và anh em xã hội đen nói dối rằng công trình này do nhiều người lợi dụng quyền lực và chưởng lực mà giành được như nay ông sùng đã thuận lợi ký được hợp đồng thì phải chia cho họ một chén cơm đây gọi là phí giới thiệu. Kim Sùng thấy nhóm ông Thành khí thế hung dữ, sợ sinh mạng bị nguy hiếp, đành phải thỏa hiệp đáp ứng. Tiếp đến, ông Thành dẫn nhiều người tìm đến quản lý công trình là công tử Úc Trương Tất Khoan. Ngoài việc yêu cầu Tất Khoan nợ phí bảo đảm, tên Thành còn đòi quyền khoáng bao chỉ định cho doanh nghiệp kiến trúc, nếu không sẽ gây bất lợi. Nguyên nhân là công trình này lợi nhuận không nhiều, lại trải qua lớp lớp người dọa dẫm bắt chẹt. Tất khoan bị họ ép hợp tác, khổ không thể nói, đành bấm bụng để tự thành nắm quyền. Thế là tự thành tha hồ thao túng, diệt trộm công giảm liệu, tức là cắt giảm nguyên vật liệu. Y khéo léo mua chuộc các quan viên giám định, lấy được giấy phép dễ dàng. Tự thành cho rằng thủ pháp của Y chu đáo, kín như bưng, ắt là khó ai dò ra dấu vết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm sau khi chung cư xây hoàn tất, Đài Nam phát sinh thủy tai, phòng tài nghiêm trọng. Khi thủy tai qua rồi, chung cư chịu không nổi bão to gió lớn trong một chiều ngôi cao ốc bất ngờ đổ sập gạch ngói bay tứ hướng và màn thất bại này xảy ra đúng vào lúc các quan viên cao cấp đi tuần tra khảo sát tình hình thiên tai do vậy họ đích thân chứng kiến hết liền ra lệnh cấp dưới phải điều tra chìm tự thành gian trá liền đổ hết trách nhiệm lên đầu trương kim sùng trương tất khoan trương kim sùng khôn ngoan biết khó trốn trách nhiệm liền lén cầm tiền đưa cho vị dân biểu trung ương nhờ xử lý công bằng và được an nhiên vô sự riêng tất khoan trung hậu không biết hối lộ nên bị phán ngồi nhà giam bốn năm rưỡi tin tức này truyền đến tai trương sĩ lương đang nằm trên giường bệnh ông thấy danh dự cả đời mình gìn giữ bị quỷ hết trong một sớm một chiều nhất thời khó thể chấp nhận bèn tự sát trương kim sùng biết tự thành tính rất giảo hoạt và mưu mô nên cũng không dám quỷ hợp tác em họ tự thành là chim mộc căng cũng làm kinh doanh kiến trúc. Hệ tự thành tiếp được công trình thì giao cho chim mọc căng xây dựng. Sau đó, y ung dung đòi nợp nhiều tiền hoa hồng. Mà các công trình mọc căng nhận được đều không có lợi nhiều, lại phải nợp phí quá cao nên lòng rất bất mãn. Kim Sùng hiểu được, bèn hẹn gặp riêng Mộc Căng, đề nghị hợp tác làm ăn Kim Sùng nhận công trình xong thì giao cho Mộc Căng xây. Lợi ích chia đều, không hề đòi phí hoa hồng quá cút gì. Mộc Căng nghe thì thích lắm, vui vẻ hợp tác. Tình này truyền đến tai chim tiểu thành. Y thập phần tức giận, cảm thấy Kim Sùng và Mộc Căng dám dông ơn bội nghĩa với mình. Nên ngày tối đó, Y dẫn theo sáu tên xã hội đen, đến nhà Kim Sùng, định hỏi tội và dạy cho ông ta một bài học. Nào ngờ, khi đó cảnh vệ đã mai phục sẵn và tóm gọn hết đám gian. Kết quả, tự thành nổi danh cáo già, trừ diệt bị cách chức ra, pháp diện còn phán tội danh, đốc suối giết người chưa thành. Tuyên phạt y một năm rưỡi tù giam khi tự thành mãn hạn tù được thả rồi thì y hợp cùng các thế lực đen mở một công ty kiến trúc đấu thầu nhận công trình rồi thì giao cho bên xây dựng lo và kiếm lời từ trong đây do y điều khiển vô số công trình rất nhiều việc không đạt mà phát sinh kiện cáo mỗi lần có sự cố phát sinh sở cảnh sát thề sẽ điều tra tới cùng. Nhưng sau khi tự thành giao lưu thầm lén với họ xong, thì kết quả cứ mờ mờ ảo ảo và được thông qua. Mặc dù tự thành nhiều lần thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng trốn không nổi báo ứng của trời. Hôm đó là ngày mừng sinh nhật 65 của ông. Hai con trai ông vì cha mẹ nghỉ hưu an hưởng tuổi già đã đặc biệt hùng vốn xây cho một biệt thự nguy nga để làm quà mừng sinh nhật phụ thân. Hôm sinh nhật là ngày ông quan hỷ dọn vào nhà mới. Nhưng không ai ngờ, ngày tối đó hạ tầng ngôi biệt thự tráng lệ bỗng phát sinh sụp lúng rồi sụp đổ khiến vợ chồng ông thành con trai trưởng và các phe phái từng hợp tác thầu xây công trình gian vô phương đào thoát đồng bị chôn sống và chết dưới đống gạch dụng sau đó cảnh sát điều tra mới biết ngôi kiến trúc mừng sinh nhật do bị bòn rút vật liệu nghiêm trọng nên mới đổ sập điều khiến người ngạc nhiên nhất là nhóm thợ xây ngôi nhà đó thuộc công ty của con trai trưởng ông thành do ông thành và các phe phái hợp tác thầu công trình chuyên bọn rút vật liệu và tuyệt chiêu này đã được ông truyền cho con trai còn ông lại đem bí kíp công phu này truyền cho các thương nhân hợp tác xây dựng nên khi họ thọ giáo đầy đủ rồi thì luôn sử dụng tuyệt chiêu này để báo đáp cha con ông. Đây gọi là báo ứng, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trong xã hội bây giờ, bao nhiêu quan viên và công ty xây dựng vì tiền tài, thế lực, danh vọng mà bán rẻ lương tâm. Hãy xem Đài Loan năm 92 bị đại địa chấn tứ xuyên, dấn xuyên bị đại địa chấn, làm sụp đổ biết bao tòa nhà, bị bòn rút vật liệu và đã đè chết vô số sinh mạng bất hạnh. Đây chính là quan quyền cấu kết với thương nhân, hợp tác làm gian dối cẩu thả, rồi tạo nên thảm kịch, máu loan đầy đất, từ việc xây dựng thiếu lương tâm. Hy vọng xem xong câu chuyện có thật này, các vị sẽ giữ lòng hướng thiện nếu dùng thủ đoạn đê hèn để có được giàu sang thì hại người vẫn là hại mình khó thoát khỏi báo ứng rủi ro bởi vì đồng tiền bất nghĩa dù do chính tay mình hay con cháu tạo ra thảy đều vô phương hưởng dụng chủ nhà hàng tươi sống và những báo ứng kinh dị. Cuối năm 2015, sau bài chia sẻ với mấy ngàn Phật tử tại Chùa Hoàng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh, tôi được một người đàn ông trung niên, tóc qua râm, mặc áo tràng màu lam, dúi vào tay tôi một mẫu giấy. Về đến khách sạn, tôi mở ra đọc thưa nhà báo hoàng anh sướng tôi rất tâm đắc với những gì nhà báo chia sẻ sáng nay tại chùa hoàng pháp giá như tôi được gặp nhà báo sớm hơn thì cuộc đời tôi hạnh phúc biết bao tôi biết công việc nhà báo rất bận nhưng tôi mạo muội xin phép được gặp lại nhà báo để được kể câu chuyện của đời tôi một cuộc đời nhiều tội lỗi khổ đau u mê lầm lạc. Tôi tin qua ngòi bút của nhà báo, nó sẽ giúp ích cho bạn đọc nhiều lắm. Điện thoại của tôi Nóng lòng chờ thư của anh Kính thư Nguyễn Nhật Trung Tôi quyết định đổi chuyến bay về Hà Nội. Tối hôm đó, tôi hẹn gặp người đàn ông bí ẩn đó tại một quán trà đạo ở Sài Gòn. Gặp tôi anh mừng rơi nước mắt. Vừa nhấp ngụm trà đầu tiên, anh đã dội xin phép được kể câu chuyện đời mình. Vì như anh nói, nó dài lắm. Tôi tên là Nguyễn Nhật Trung, quê gốc ở Đồng Nai, nhưng sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung. Vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, nhận thấy đời sống kinh tế dân mình bắt đầu dư giả nhiều người có thú sưu tầm ăn uống những của ngon vật lạ. Tôi dốc toàn bộ vốn liếng, mở một nhà hàng thịt thú rừng đặc sản với ba tiêu chí, ngon, độc, lạ. Nhà hàng bày trí sang trọng, đẹp mắt, dàn nhân viên chân dài, da dẻ nõn nà. Thức ăn thì toàn hàng độc, dơi những công dụng chết người. Mà hễ vừa nghe qua quảng cáo là ẩm khách phải sôi sùng sục đòi ăn cho kỳ được như ăn bào thai rắn để ông khỏe bà vui ăn chuột bao tử sống để đêm bảy ngày ba giàu ra không kể tôi muốn nói thêm với anh bào thai rắn thực chất là trứng rắn bề ngoài giống như trứng chim cúc nhưng có giá cắt cổ mỗi quả lên đến vài trăm ngàn đồng khi đập dở quả trứng sẽ thấy một con rắn bé tí như đầu đũa, ngon ngoe như con dung đất. Thiên hạ đồn rằng bào thai rắn là một bài thuốc bí truyền của người Trung Quốc. Ăn một lần thì nam giới sẽ có sức khỏe gấp đôi. Món này làm cho thân thể thấy rạo rực, làm chuyện ấy thì miễn chê. Đặc biệt, môn phát huy hết tác dụng cường dương. Khi đập dở quả trứng, người dùng phải nuốt tươi ngay. Nhiều người đồn đại rằng chuột đồng bao tử là chuột con mới đẻ còn đỏ hỏn, chưa mở mắt là món ăn độc nhất vô nhị, là vị thuốc bổ thận có một hai của từ hy Thái Hậu xứ Trung Hoa. Theo lời đồn này, nếu mổ bụng con chuột cái đang mang thai, moi chuột con đỏ hỏn bên trong ra, nhúng qua nước sôi đưa vào miệng ăn tươi nuốt sống thì sẽ mang đến công dụng kỳ diệu cho đàn ông. Sở dĩ có thể ăn tươi nuốt sống bởi chuột bao tử nằm trong bụng mẹ nên đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối. Mùi vị cũng dễ ăn vì nó rất ngọt và béo ngậy. Ngoài món chuột chảo nước sôi ở trên, tôi còn rửa sạch chuột bao tử bằng rượu cồn hoặc nước muối, mổ bỏ lòng ruột, đem ngâm rượu, dơi một số vị thuốc bắc như ba kích, kỹ tử, đẳng sâm trong hai ba tháng. Uống loại rượu này rất tốt cho sinh lực đàn ông. Nhưng món ăn động nhất, quý nhất, tạo nên thương hiệu của nhà hàng chúng tôi chính là món ốc khỉ, thịt khỉ chẳng biết tự bao giờ rộ lên lời đồn rằng đây là món đại bổ có tác dụng tuyệt vời để kích âm cường dương và sức mạnh dược tính càng phát huy mạnh mẽ nếu mổ xẻ thú khi đang còn sống để tránh ăn phải ốc khỉ dởm, khách đều yêu cầu nhà hàng phải giết mổ tại bàn để ăn ốc tươi cho nên giữa mỗi bàn ăn tôi đều khoét một lỗ vừa đủ cho chỏm đầu con khỉ nhô lên khỉ trước khi lên đầu đài đều được trói chặt nhét dưới gầm bàn đầu nhô lên khỏi lỗ khoét khoảng một phần ba phập một nhát dao thật sắc thật ngọt như tia chớp lia qua chỏm đầu con khỉ bay dèo rớt xuống mặt bàn một tiếng rú man dại như tiếng đứa trẻ thét lên chanh tươi dắt hạt tiêu bỏ vào thực khách tranh nhau dùng muỗng múc ốc tươi lẫn máu đỏ tứa ra nuốt ngòm ngoàm cùng rau răm húng tiếng kêu rên thảm thiết của con khỉ càng kích thích đám thực khách cho đến lúc nó liệm đi chết trong tột cùng đau đớn ốc khỉ cũng sạch banh trên khóe miệng nhiều người còn dương máu để thỏa mãn sự hiếu kỳ của khách. Tôi còn nghĩ ra đủ trò, tra tấn, hành hạ, giết thịt các con vật khác tại bàn ăn. Càng giả man rùng rợn, khách càng thích thú. Cắt tiết canh dịch tại bàn, chặt đuôi bò hầm khi nó còn sống. Nhốt mèo vào lòng chật hẹp, dùng nước sôi nóng già, rót từ từ như rót trà, cho lớp lông tự bung sẽ từng lách thịt khi cá còn dãy đành đạch. Tôi chưa từng biết ghê tay trước cảnh giết mổ nào. Khách hàng càng phê, hú hét, tôi càng hứng. Những nhát dao xẻ thịt càng điệu nghệ. Năm 2000, tôi cưới vợ, một cô chân dài đẹp nức tiếng thành phố biển. Một năm sau, vợ tôi mang thai nghe thiên hạ đồn thổi về công dụng của thịt chó đối với việc nuôi dưỡng thai nhi mỗi tuần tôi ép vợ ăn ba bữa đích thân tôi tuyển lựa những chú chó tơ ngon nhất tự tay tôi giết mổ làm thịt xào xáo rồi dâng lên tận miệng cho vợ xơi ăn được vài tháng vợ tôi kêu anh ơi em sợ lắm rồi thịt chó rất là nóng ăn vào con sẽ nổi đầy mụn nhọt lấm lông và nhiều bớt xanh đen nữa vả dạ lại em thấy cứ ác ác thế nào á con chó thân thiết với người ta là thế mà nỡ ăn thịt nó bữa trước bạn em còn bảo ăn thịt chó nhiều khi mang bầu sau này con dễ bị động kinh tôi gắt dớ dẫn đứa nào bảo thế để anh giả dở mồm nó ra thịt chó ngon, bổ, nhiều đạm. Đây, em cứ nhìn bác lực hàng xóm nhà mình kia kìa. Chẳng ngày nào mà bác ấy không ăn thịt chó. Ngoài 60 mà bác ấy khỏe như dâm, người đô con như lực sĩ. Thôi, ráng ăn đi em, cho con khỏe. Mang thai tròn 9 tháng 10 ngày, vợ tôi hạ sinh được một bé gái bụ bẩm, khấu khỉnh. Tôi mừng rớt nước mắt. Có điều, lúc tôi chìa tay ra bế, đứa trẻ bỗng khóc thét như vừa bị ai đánh rơi. Tôi càng dỗ về, ru nín, con bé càng khóc ngằn ngặt, khóc đến tím tái mặt mày. Kỳ lạ là đưa lại con cho vợ, chỉ ít phút con bé đã nín. Chuyển tay tôi, nó lại khóc ré lên. Vợ tôi bảo, Chắc tại mình giết mổ nhiều, sát khí nặng nên con mới sợ đó. Trẻ sơ sinh, năng lượng còn mỏng manh yếu ớt. Thôi, thương con, mình chịu khó, kiên gần con một thời gian. Từ đấy, những lúc nhớ con, tôi chỉ dám đứng xa ngắm con. Được hai tháng tuổi, một hôm, con bé bỗng lên cơn co giật, sùi bọt mép, da vàng ệch. Dội giả đưa cháu đến bệnh viện thành phố cấp cứu. Sau khi xem hình ảnh siêu âm, bác sĩ kết luận cháu bị tắc ống mật, mật ngấm vào máu gây vàng da và niêm mạc. Vi khuẩn phát triển trong đường mật gây nhiễm khuẩn đường mật, xâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn máu. Đây là giai đoạn rất nặng của mật, nguy cơ tử vong cao. Nghe bác sĩ nói vậy, vợ tôi khóc ầm lên, còn tôi choáng váng như sét đánh ngang tai. Rất may, bệnh viện đã mời được vị bác sĩ giỏi tu nghiệp từ Úc về, con tôi được cứu sống. Đến tháng thứ năm, một hôm tắm cho con, vợ tôi phát hiện lưng con bé mọc rất nhiều lông. Lúc đầu chỉ lúng phúng, mười ngày sau lông mọc càng dài, khoảng 3-4 cm, cứng, có màu vàng, mềm mượt như lông khỉ, lông mọc lan cả xuống hai mông. Lo sợ, vợ chồng tôi ôm con đi khắp các bệnh viện trong nam ngoài bắc, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu từ chối vì không biết rõ nguyên nhân của căn bệnh lạ. Nghe một sư cô giới thiệu ở trên đỉnh núi cấm xã an hảo huyện tỉnh biên tỉnh an giang có một vị đạo sĩ dùng thuốc nam chữa bệnh như thần tôi tức tốc lên đường tôi vẫn nhớ đó là một buổi sáng khí trời lạnh buốt sương giăng mịt mù chỉnh đốn hành trang cẩn thận đem theo tấm bản đồ một mình bắt đầu cuộc hành trình leo núi dọc đường ngước mắt nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao dòi dọi cây cối âm u khói sương lãng bảng đường càng lúc càng gập ghềnh miết mãi trèo đèo lội suối trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy hình bóng của vị đạo sĩ khổ hạnh kia lòng không khỏi băn khoăn đưa mắt nhìn quanh bỗng nghe thấy tiếng mỏ vọng đến chậm rãi khoan thai Tinh thần phấn chấn trở lại, tôi hâm hở, nhắm hướng sơn cốc tiến tới. Rẽ vào con đường hung hút sâu, trên cao bồng bền mây phủ, cây cối xanh mướt như chốn bồng lai. Tiếng mỏ chậm dần rồi ngưng hẳn, một dòng suối trong xanh uống khúc hiện ra trước mắt. Tôi không mình dốc nước uống, hương vị mát lạnh thanh lương đến thơm cả miệng. Ngẩng đầu lên, tôi bỗng giật mình phát hiện có người đứng bên bờ suối nhìn kỹ thấy một cụ già tóc búi củ hành râu bạc như cước dẫn bộ quần áo lụa màu trắng một cơn gió thoảng qua râu tóc tà áo ông phơ phất ánh mắt hiền từ thần thái cốt cách như một tiên ông bỗng dưng tôi có cảm giác ông gần gũi quá quen thuộc quá cứ như là ông bà cha mẹ tiền kiếp của mình xin cụ làm ơn chỉ đường cho con đến nhà thầy tê tôi đây anh đến để nhờ chữa bệnh cho con gái anh chứ gì tôi ra đón anh đây tôi giật mình quái lạ đây là lần đầu tiên tôi lên chốn thâm sơn cùng cốc này cũng là lần đầu tiên gặp cụ sao cụ lại biết tôi lên đây tìm cụ chữa bệnh cho con đang dần gì suy nghĩ cụ tiến lại gần nhìn sâu vào mắt tôi rồi hỏi trước đây anh có giết thịt con khỉ lông vàng trên lưng có đốm đen nào không chính con khỉ đó đã đầu thai làm con anh tìm anh mà báo quán đó tôi lại giật mình mồ hôi túa ra như tắm đúng là cách đây ba năm tôi có làm thịt con khỉ long vàng trên lưng có đốm đen cho nhóm khách quen là các quan chức của huyện lúc lôi nó từ trong lồng ra làm thịt con khỉ cứ chấp tay lại tôi lạy cả đám quan chức đang háo hức ngồi chờ ăn món ốc khỉ đại bổ nhưng như thế thì vô lý quá trước tiên con khỉ phải tìm kẻ bắt nó mà báo quán chứ là đám quan chức lắm tiền nhiều của bọn họ ăn thịt khỉ nhiều hơn con mà tại sao con khỉ đó lại chỉ nhắm vào mỗi mình con mà báo quán vị đạo sĩ già ôn tồn giải thích có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ phàm những kẻ tham dự việc bắt khỉ giết ăn sớm muộn gì đều bị quả báo hết bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau nên thời gian chịu quả báo sớm muộn cũng khác nhau hôm nay anh có đủ duyên đến với ta cho nên ta mới giảng về nhân quả cho anh nghe còn số mệnh anh số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh tất cả đều có thể chuyển đổi được nói đoạn Ông cụ đưa cho tôi ba thang thuốc, dặn vừa nấu cho cháu uống, vừa tắm cho cháu hàng ngày. Nếu như anh thật lòng sám hối tội giết con khỉ, hàng ngày chịu khó tụng kinh phổ môn quan thế âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con khỉ đó thì con anh mới hết bệnh. Tâm càng chân thành thì bệnh con anh chuyển biến càng nhanh. Tôi về nhà, tinh tấn thực hiện đúng những gì vị đạo sĩ căn dặn. Kỳ lạ thay, mười ngày sau, con tôi rụng hết lông và vẻ nhẵn nhụi như trước. Nhà hàng mở cửa lại, khách đến ăn lại đông nườm nượp, tiền lại giàu như nước. Ngày ngày, tôi lại quay cuồng trong những trò chém giết, mổ thịt, lột da, mua vui cho khách. Cho đến năm 2004, quả báo dồn dập ập đến với tôi. Mở đầu là cái chết tức tưởi của ông ngoại vợ tôi. Hôm ấy nghe tin ông ngoại lên cơn hen suyễn, vợ chồng tôi về thăm, mang theo cặp lòng cháo nấu với món ốc khỉ. Tôi tự tay đút cho ông. Ai dè, xúc đến thìa thứ ba, ông cụ bị nghẹn mắt trợn ngược, mặt tím tái, nước mắt vàng dụa, người co cứng. Vài phút sau, ông chết trên tay tôi. Cả nhà vợ quán hận vì tôi mà ông chết. Cơn hận chưa nguôi. Ít lâu sau, nhờ mối quan hệ với các nhà sếp của tỉnh là khách hàng thường xuyên của nhà hàng, tôi có chấp nối cho ông cậu ruột bên nhà vợ là chủ thầu xây dựng nhận một công trình lớn. Một lần, cậu tôi đến khảo sát, dàn giáo bất ngờ sập trong lúc công nhân đang đổ bê tông. Chính ông bị khối bê tông đè trúng người, đầu dở toát. Chưa hết, hơn ba tháng sau, mẹ vợ tôi bị cảm sốt phải nhập viện. Chính tay tôi lái xe chở bà đến bệnh viện. Vì tôi quen thân khá nhiều bác sĩ ở đây bệnh bà không nặng, thế mà vừa vào viện buổi sáng, buổi chiều bà bị sốc thuốc, lên cơn nhồi máu cơ tim rồi chết trên giường bệnh. Đến tháng 10, cô ruột tôi bị tai biến mạch máu não, vào nằm viện. Mọi người trong gia đình thay phiên nhau trực tại bệnh viện. Chả hiểu sao, đến đúng phiên trực của tôi thì cô mất. Ngẫm ra, Cả bốn cái chết đều ít nhiều liên quan đến tôi. Từ bấy, cả hai bên gia đình nội ngoại đều tìm cách tránh xa tôi như tránh hủi. Họ bảo, thằng Tê giết chóc thú rừng súc vật nhiều quá nên sát khí nặng lắm. Gần nó, tôi có ngày. Cũng từ bấy, không hiểu sao, nhà hàng thưa khách dần, chuyện làm ăn ngày càng xa súc tháng 6 năm 2006, ba đêm liền tôi nằm mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy mình giác cuốc ra đồng, đào quyệt, quỳnh quịch, mướt mãi. Đào xong, nhìn xuống dưới quyệt, tôi tá quả, thấy em trai tôi nằm dưới đó, máu me bê bết. Tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, tôi quảng sợ, báo cho mẹ tôi biết và nhắc nhở chú em đi lại giữ gìn cẩn thận. Sáu ngày sau giấc mộng kinh hoàng ấy, mẹ tôi gào khóc trong điện thoại. Em con bị tai nạn chết rồi. Tôi dội giả chạy ra hiện trường. Dưới gầm xe khách, em tôi nằm bẹp dí. Tôi ngất đi. Ba ngày sau cái chết của chú em, tôi thỉnh mời một sư thầy ở Đà Nẵng đến làm lễ. Thầy bảo, gia đình anh đang dướng vào một nghiệp lớn, yêu cầu mọi người phát tâm ăn chay trường để xin gỡ tội. Tôi liền phát tâm ăn chay trong 49 ngày, những mong gia đình thoát nạn. Nhưng phát tâm ăn chay thì dễ mà thực hiện thì khó làm sao. Ăn được vài ngày, tôi đã lên cơn thèm thịt rượu. Hễ hàng xóm xào sáu món gì, mùi thơm bốc sang là nước miếng tôi ứa ra, nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng ngẫm nghĩ về những quả báo kinh hoàng dồn dập dán xuống gia đình mình, tôi gắn quyết tâm. Tôi lên chùa, đốt nhang, xin Phật, Bồ Tát phù hộ cho tôi có thể ăn chay được đủ 49 ngày. Buổi sáng cầu nguyện, buổi chiều tôi ra nghĩa địa thấp nhang cho chú em. Bất chợt, tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng một đám thanh niên đè ngửa một cụ ông bị lột trần truồng dao bầu nhọn quắt sáng loáng đang kề cổ cụ chuẩn bị chọc tiết quá kinh hãi tôi quăng xe chạy đến cứa cụ già nhưng khi đến nơi thì quá ra đó là một con heo bị giết cúng dỗ tôi thất thần quay ra đi được một đoạn lại thấy cụ già đó biết là dông lên người mất tôi sởn hết cả da gà, tóc dựng ngược. Cụ già kể. Ngày xưa, do giết mổ heo nhiều quá nên khi mất, phải trả nghiệp bằng cách hàng năm, đều phải biến thành heo để bị con cháu giết mổ cho chính mình trong ngày dỗ của mình. Ông cụ nhờ tôi đến nói với con cháu, đừng giết mổ heo nữa, kẻo nghiệp chồng chất nghiệp, nặng lắm. Kể từ hôm ấy, nhìn con vật nào tôi cũng thấy là người. Tôi đoạn tuyệt với thịt, cá, rượu, bia, phát tâm ăn chay trường từ đó. Cũng kể từ hôm ấy, thân thể tôi xuất hiện nhiều căn bệnh lạ. Đầu đau như búa bổ, các bó cơ ở vai, lưng, cổ, nổi u cục, cứng ngắt như đá. Người lúc nào cũng giả mồ hôi, da thịt nổi những mẫn đỏ hình con vật ngứa sôi ngứa sụt gãi cào toạt cả da chảy cả máu đêm tôi không tài nào ngủ được cứ nhắm mắt lại là lại nhìn thấy cảnh chết chóc máu me tôi hiểu nghiệp ác bao lâu tôi gieo rắc bây giờ mới trổ đã là báo ứng nhân quả thì không nên sợ hãi buồn rầu khóc lóc chỉ cần bình thản đối diện tin sâu phật pháp chí tâm tu hành nhất định sẽ chuyển xoay ác cảnh thành thiện cảnh tôi tin ác hữu ác báo thiện hữu thiện báo những gì chúng ta tạo tác hành động từng cử chỉ từng niệm khởi theo sau đều có quả báo tôi bắt đầu tỉnh ngộ ra rằng tất cả mọi nỗi thống khổ của con người chẳng phải do ông trời làm ra mà chính là do những tư tưởng xấu hành động ác do chính con người đã tạo trong đời này hay đời trước muốn cải đổi vận mệnh chỉ có một con đường duy nhất là năng làm việc lành tích chứa âm đức mà thôi tôi luôn luôn sám hối trong tâm có lúc sám hối cho đến khi chịu không nổi khóc rống lên Ngày 19 tháng 2 năm 2006, tôi lên chùa Linh Ứng Non Nước ở Đà Nẵng. Quỳ xin phát nguyện ăn chay trường và quy y tam bảo. Tôi thường ra chợ mua động vật để phóng sanh, chuộc lại lỗi lầm. Hằng ngày, gặp những cơ hội phóng sanh, tôi đều thực hiện cho kỳ được. Tôi cũng dùng hết khả năng tài vật của mình để giúp đỡ những người bệnh tật, nghèo đói và quả thực, các bệnh quái đảng của tôi khỏi lúc nào không hay. Từ đó, niềm tin của tôi vào nhân quả báo ứng ngày càng kiên cố. Tôi đã thấm thía được một bài học của cuộc đời, một bài học sâu sắc rằng cái đích rốt ráo của đời người chẳng phải là rừng tiền biển bạc, biệt thự xe sang, danh cao chức trọng. Siêng năng làm thiện, tích chứa âm đức không sát sanh làm lợi cho người của quyền hất tổ nhờ đó mà được rạng rỡ thì ta sẽ không thấy hổ thẹn một đời còn nếu có duyên hơn nữa đắt được phật pháp thì sẽ tìm thấy con đường thoát khổ siêu sinh kể lại chi tiết câu chuyện đời mình tôi hy vọng quý bạn đọc sẽ lấy đó làm gương đừng đi theo vết xe đổ như tôi như ông đặng lê nguyên vũ nói đó tiền nhiều để làm gì? Thú thực, nếu không đích thân trải qua những trải nghiệm đau đớn, khắc cốt ghi tâm này, tôi cũng khó mà tin vào thuyết báo ứng nhân quả về tội nghiệp sát sinh. Đúng là nhân quả báo ứng rất rõ ràng, như bóng tùy theo hình, không mảy may sai lệch. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát Nguyện cho những ai đã từng phạm phải sai lầm này có thể hồi đầu sám hối. Những người chưa từng gây lỗi, đọc được bài viết này có thể nhân cơ hội mà không phạm phải những nghiệp ác như thế này. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông TD Media, vui lòng không sao chép với mọi hình thức. nghề đồ tể thanh bước vào chuồng đưa mắt nhìn con heo đang đi đi lại lại vòng quanh chuồng dáng vẻ thấp thỏm sợ hãi cũng phải thôi chắc nó đã chứng kiến mấy con hôm trước còn trong chuồng thoáng chốc bị anh lôi đi rồi sau đó là những tiếng kêu xé màn đêm hải hùng và đoán được chuyện gì xảy ra không quan tâm sợ hay không cũng thế thôi. Thành mở cửa chuồng, đưa tay, tóm lấy đuôi heo, kéo mạnh nó ra. Con này nặng, lại phản kháng dữ dội, khiến Thành hơi vất giả. Nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, đó chỉ là chuyện nhỏ. Thành giới tay, lấy cái móc kim loại được thiết kế riêng, thọc một nhát vào họng nó. Con heo ré lên tiếng thất thanh máu bắt đầu chảy ra từ cổ họng dãy dụa đau đớn bốn chân không yên ghì chặt xuống nền đất không muốn đi nhưng vẫn phải chấp nhận bị thanh lôi sền sệt mà không làm gì được thanh dùng sức giữ và đập đầu nó thật mạnh nhanh tay lấy cái thao nhựa đã được chuẩn bị sẵn để bên cạnh rồi dùng con dao bầu nhọn quắc rạch một đường sắc lẹm từ giữa họng đi xuống. Tiếp đến, anh thọc dao vào tim nó nhưng không trúng. Lúc này máu của con heo tuy đã chảy lên láng thành dòng ồ ạt nhưng nó vẫn chưa chết. Mặc dù máu me đầm đìa, da thịt bị thọc chỗ này, xẻ chỗ kia, nó vẫn không đầu hàng số phận, lê lết một cách tuyệt vọng vòng vòng quanh lò mổ muốn trốn chạy nhưng biết chạy đi đâu trong dáng vẻ bi thảm như thây ma và đôi mắt lừ đừ của nó đến một tay đồ tể lão luyện như thanh cũng có chút rùng mình rồi thì con heo cũng gục xuống chỉ một lát sau Đôi tay thuần thục của Thanh đã phanh thay, rã thịt, cạo lông sạch sẽ, lọc từng bộ phận riêng rẽ, rồi rửa sạch gói gọn vào từng chiếc túi ni lông, thắt lại, đưa ông chú đem ra chợ bán. Còn túi mật heo tươi, nghe người ta nói bổ dưỡng lắm, anh khéo cắt nó ra, ăn tươi nuốt sống, mà anh thật ra cũng chẳng biết là nó có bổ thật hay không. Tên đầy đủ cha mẹ đặt cho anh là Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1971 ngủ tại đường 30 tháng 4, phường 12, thành phố Dũng Tàu. Năm 19 tuổi, ba đưa anh về ở bên nhà nội. Và cũng từ ngày đó, anh bắt đầu mổ heo thuê cho ông chú chuyên bán thịt ngoài chợ cho tới năm 31 tuổi. Rộng rã suốt 12 năm trời, đêm nào Thành cũng mổ trung bình 4-5 con heo. Riêng dịp Tết, do nhu cầu tăng đột biến, số lượng heo anh mổ vượt trội gấp rất nhiều lần. Tuy tiền công mổ thuê cũng chẳng được mấy, thế nhưng sau giờ làm, Thanh đi chơi suốt, chìm đắm vào bài bạc, bi gái gú. Nhiều khi tự bản thân anh cũng thấy đời mình chẳng đâu vào đâu, không có mục đích sống rõ ràng. Thực tình, anh không ham thích gì công việc mổ heo, và cũng chẳng biết đó là nghề bất thiện anh chỉ làm đơn thuần vì đó là công việc kiếm miếng cơm manh áo thế thôi chứ anh chẳng lường được những hậu quả sau này mình sẽ phải gánh chịu quả báo sau hơn chục năm trong nghề bệnh tật bất ngờ ập đến trong cơ thể thanh xuất hiện rất nhiều khối u to nổi hẳn lên ở dưới cánh tay và bụng trông lồi lồi lõm lõm nhìn rất ghê sờ bằng tay cũng đếm sơ sơ gần năm chục khối u thật đáng sợ những khối u đó ngày đêm đau nhất khiến cơ thể thanh bức rứt khó chịu đứng ngồi không yên vô cùng mệt mỏi chẳng những thế anh mắc chứng đau đầu đau một cách dữ dội như muốn nổ tung chắc anh chết mất em ơi thanh vừa ôm đầu hai mắt nhắm nghiền hai hàm răng xích lại vừa rên rỉ nói với vợ trong cơn đau đớn cùng cực thanh bất giác nghĩ đến dáng vẻ của những con heo đã bị anh tàn sát rồi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân cũng thê thảm không kém. Đôi tài thành đã gieo rắc không biết bao nhiêu đau đớn cho dòng tộc loài heo. Anh nợ chúng không biết bao nhiêu máu, không biết bao nhiêu mạng. Nỗi đau chúng đã phải chịu đựng. Giờ đây, chính anh cũng đang bắt đầu từ từ nếm trải, nào có khác gì. Đằng nào cũng ốm đau, lại chẳng tha thiết gì với nghề đồ tể bất chấp sự khó khăn về kinh tế sẽ đối mặt, Thành quyết định từ bỏ công việc này, chuyển sang làm lái xe từ năm 2002, chấm dứt chuỗi ngày tháng sát sinh không ghê tay. Vừa đi làm, vừa tranh thủ kiếm thêm vài đồng, vừa tìm cách chữa bệnh. Hoàn cảnh này thật không dễ dàng gì với một người đang ốm yếu. Thành bắt đầu tìm đến các bệnh viện. Đầu tiên anh tới bệnh viện ở Bà Rịa. Nhưng các bác sĩ nói không thể điều trị được những khối u này. Thành lại mò mẫm, khăn gói lên bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Cũng nhận được câu trả lời không khác. Nếu phẫu thuật cắt bỏ các khối u, sợ rằng nó sẽ phát tán khắp nơi trong cơ thể. Đến lúc đó càng nguy hiểm hơn nhiều rồi Thanh lại tìm qua bệnh viện nhiệt đới và phát hiện thêm căn bệnh viêm gan siêu di bê. Khiến anh càng thêm suy sụp. Thanh bi quan, thở dài nói với vợ. Em à, cơ thể anh đau đớn mệt mỏi, đi đâu người ta cũng không chữa được. Đợi anh vậy là xong rồi. Tây y không chữa được thì mình giái tứ phương. Tới nước này rồi ở đâu có cách thì mình thử, anh đừng bỏ cuộc. Vợ anh động viên. Thành cố gắng gượng, sốc lại tinh thần, tìm xuống trà dinh, cắt thuốc nam, đồng thời chịu khó tẩm bổ thân thể bằng đủ loại thịt thà, cá mú, gà, bò, heo. Món gì anh cũng ăn, với hy vọng cơ thể được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nhất có thể ngày này qua tháng khác xác thuốc sau khi sắc xong đổ ra giường nhà đã chất thành đống mà bệnh tình vẫn không có chuyển biến thanh nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây có lẽ đã sắp tàn anh hoang mang sợ hãi nghĩ về cái chết ngày một gần hơn hành trình cứu rỗi vào một buổi sáng đẹp trời Cô liên thành mà anh quen biết mở quán cơm chay. Dù mệt mỏi đau đớn, Thành vẫn cố gắng tới ủng hộ cô ngày khai trương. Vừa ăn, Thành vừa nghe văn dẳng tiếng giảng Pháp của thầy thích giác nhàn trên TV do quán bật. Từ trước đến nay, Thành đâu có để ý gì tới Phật Pháp. Vậy mà không hiểu sao hôm nay nghe thầy giảng anh cảm thấy rất hay thầy khuyên người ăn chay tụng kinh niệm phật tránh giữ làm lành từng câu từng lời làm tâm trí anh rung động thành nghĩ bảo sao ngày trước mình uống thuốc nam mãi mà sức khỏe chẳng có tiến triển gì tẩm bổ bằng máu thịt của chúng sinh mà đòi bản thân khỏe mạnh thì cũng vô lý thật trong nội tâm anh đột nhiên có một sự chuyển biến mạnh mẽ thôi thúc anh cần phải thay đổi nghĩ là làm ngay thanh về nhà bắt đầu tập ăn chay một tháng bốn ngày rồi từ từ tăng dần lên thầy dạy gì anh đều làm cả anh đi phóng sinh lạy phật niệm phật tụng kinh vô lượng thọ chỉ mong sao khỏi bệnh là anh mừng lắm rồi vợ thành mở một quán nước nhỏ ở bến xe hoa mai bà rịa nên sau thành chuyển sang chạy xe ôm ở bến xe đó anh chăm chỉ niệm phật vừa chạy xe chở khách miệng vừa lâm râm niệm phật cả ngày dù cơ thể yếu ớt thành kiên trì lạy phật mỗi ngày vào buổi sáng sớm một trăm hai mươi lạy hôm nào bận quá mới giảm xuống 90 hoặc 60 lạy là thấp nhất. Ban đầu lạy Phật rất khó khăn và đau mỏi, nhưng chỉ mất khoảng thời gian đầu, sau càng lạy anh lại càng khỏe hơn. Em ơi, nghe thầy thích giác nhàn giảng hay quá. Thôi, anh phát nguyện ăn chay trường. Thành nói với vợ một cách quả quyết. Thấy ý chí và sự tin tấn của chồng vợ anh dù chẳng biết thế nào nhưng vẫn đồng tình ủng hộ quyết định ăn chay và đi phóng sinh theo chồng để anh có động lực chữa bệnh kỳ diệu thay bệnh tật cũng dần thuyên giảm theo thời gian sức khỏe của thanh dần tốt lên mà không cần uống thuốc hay can thiệp điều trị sau hai năm tu tập miệt mài một hôm, Thanh qua bệnh viện nhiệt đới khám lại thì được bác sĩ cho biết con siêu di bê đã nằm im không phát tán. Mấy chục cái u ở tay và bụng cũng tiêu nhỏ lại và biến mất dần. Sự đau đớn cũng giảm đi đáng kể đến 80%. Đặc biệt, căn bệnh nhức đầu bay biến từ lúc nào chẳng hay. Thành tự diện trở về nhà, trong lòng khấp khởi hạnh phúc khoe với vợ, với mọi người trong gia đình. Phật Pháp đã giúp gia đình Thanh có một cuộc sống mới. Vợ anh khi trước còn bán tính bán nghi, thì nay niềm tin Phật Pháp trong cô đã trở nên vững chãi. Nhân quả không hề sai chạy, làm việc ác sẽ phải chịu quả báo ác. Nếu Thanh không kịp thời sám hối thay đổi như vậy, thì nỗi thống khổ anh phải chịu đựng sẽ còn khủng khiếp hơn bội phần ở những kiếp sống sau. Từ một tên đồ tể giết heo phải chịu quả báo bệnh tật. Nhờ ánh sáng Phật Pháp, thành không những tự cứu được mình, anh còn nhận ra con đường chân chính của cuộc đời. Thế gian này vốn là một biển khổ, sống chết nối dâu, kiếp này kiếp khác, nếm hết khổ này đến khổ khác, mãi như vậy có ích gì? Qua lời Phật dạy, Thanh đã nhìn thấu, nên anh nguyện từ nay cho đến hết kiếp. Một lòng tu hành, nguyện giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc của Đức Phật A-di-đà để được giải thoát, mãi mãi an vui. Phật Pháp không chỉ cứu chữa cho thân bệnh mà còn cứu rỗi linh hồn của Thanh. Kiếp này cũng như muôn kiếp về sau. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông TD Media, vui lòng không sao chép với mọi hình thức.